các chị đang xem live của em nha. Các chị ơi, các chị chia sẻ bài viết giúp em với ạ. Nhưng mà em có vấn đề nên em phải thoát ra, em phải like lại ạ. Rồi em chào các chị đang xem live của em nha chị ơi. Rồi bắt đầu bây giờ em sẽ like lại nha chị ơi. Đầu em đang mặc 50 cân đổ lại gặp với em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 456. Hả? Rồi em chào chị Nguyễn Thu Hà nha. Rồi em sẽ đợi vào nhiều người xem rồi em sẽ like nha chị ơi. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Hương đã chia sẻ like giùm em nha. Rồi em chào tất cả các chị đang xem like của em. Các chị ơi, các chị đang xem thì các chị chia sẻ giùm em với nha. Dạ đâm ở sau 58 thì không vừa nha chị Diễm. Đâm này chỉ có 50 con đổ lại mặt vừa thôi nha chị ơi. Tới chứ chị, bị chậm mất rồi. Các chị ơi, các chị chia sẻ 5 lần trên trang cá nhân và 5 lần trên hội nhóm thôi chị Kim Dung ơi. Chị mà chia sẻ nhiều thì bên em sẽ bị spam là không like được đâu ạ. Rồi em chào chị Ngọc Giang Trinh nha. Rồi em cảm ơn các chị đã chia sẻ like giùm em. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu like nha. Đầm này 50 con đổ lại mặt vừa. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 456. Mã 456, 55 con đổ lại mặt vừa em này. 50 con đổ lại mặt vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 456. Mã 456, 50 con đổ lại mặt vừa nha. Bé kia đâu? Rồi em chào chị Nguyễn Thu Hà. Rồi các chị ơi, đầm này 50 con đổ lại mặt vừa nha. Chị nào lấy thì comment cho em mã 456. Mã 456. Mẫu của em cao 1m65, nặng 50 con nha chị Nguyễn Thu Hà. Ngắn không chị? Dạ không ngắn đâu chị ơi. Em cho là em cao nên là nhìn nó ngắn vậy ạ. 456 em cho có chị Nghiêm Lan nha. Chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha. 456 em cho có chị Nghiêm Lan. Rồi em lên một cái đầm mà ở phía dưới có xòe nha, xòe hai lớp cực kỳ yêu luôn. Đầm này form nhỏ 48 con đổ lại mặt với em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 461. Mã 461, 48 con đổ lại mặt với em này. 461, 48 con đổ lại mặt với em này nha. Này em cho chị. Dạ rồi, em thấy số điện thoại của chị Nghiêm Lan của live trước là rồi. Chị có inbox inbox riêng địa chỉ giúp em rồi. Rồi thảo chị Nghiêm Lan. 456 em chốt cho chị Nghiêm Lan rồi, chị Nguyễn Thu Hà và chị Kim Dung ơi. Rồi đầm này 48 con đổ lại mặt vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 461. Mã 461, 48 con đổ lại mặt vừa em này.
461 em cho chị Nguyễn Hương. Dạ rồi, em có số điện thoại và địa chỉ của chị Nguyễn Hương rồi nha. Rồi là một cái đầm đen cực kỳ yêu luôn này. Đầm này 52 con, đổ lại mặt vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì con mặc cho em mã 432. Mã 432 52 con, đổ lại mặt vừa em này. Mã 42 mã 432 52 con, đổ lại mặt vừa em này nha chị yêu ơi. Dạ, chia sẻ 10 lần được free ship nha chị La Mỹ. 432 em cho chị Hương Xuân. Chị Hương Xuân ơi, chị đặt hàng bên em chị phải cọc cạc giùm em nha. Cho là đơn của em, ba đơn của chị là gửi đi là phải gửi về lại à. Chị Hương Xuân mà ok cọc cạc cho em thì em sẽ gửi hàng đi cho chị nhá. Mấy chỗ khác bán cao lắm. Dạ bên em là rất là giá rất là rẻ luôn chị Kim Dung ơi, không ai rẻ bằng chỗ em nha chị Kim Dung. Đầm này 55 con, đổ lại mặt với em này nha. Chị nào lấy thì comment cho em mã 427. Mã 427 55 con, đổ lại mặt vừa. Em nhận rồi vào đây. Rồi chị yêu nào lấy đầm này thì comment cho em mã 427 55 con, đổ lại mặt vừa em này nha. Mã 427 55 con, đổ lại mặt vừa em này. Thấy chị này bán khó tâm. Dạ rồi, em cảm ơn chị La Mỹ nha. Chị nhận được hàng mấy hôm rồi. Dạ, em cảm ơn chị Kim Dung nha. Rồi, chị yêu nào lấy đầm này thì comment cho em mã 427 55 con, đổ lại mặt vừa em này nha. 55 con, đổ lại mặt vừa em này. Phải còn rất là mới luôn nha chị yêu ơi. Hai tay có phối hình rất là đẹp đúng không ạ? Rồi chị yêu nào lấy mẫu này thì comment cho em mã 427. Chị đã có đơn thì em gửi cho chị đơn đó. Giờ chị Hương Xuân ơi, giờ chị muốn em gửi hàng đi, chị phải cọc cạc giùm em nha. Cho chị hàng của chị em phải chịu tiền ship là quá nhiều rồi ạ. Nếu mà chị ok cọc cạc thì em sẽ gửi hàng cho chị, còn không thì em sẽ không gửi hàng cho chị đâu nha. Cái comment của chị La Mỹ là em không thấy luôn nha chị La Mỹ ơi, hình như là nó bị ẩn rồi à. 427 em cho chị Hương Xuân nha. Rồi ok chị cứ chị hình như chị có số điện thoại của chị gửi cạp qua Facebook của em luôn nha chị ơi. Rồi chị Hương Xuân được hai cái này, 427 của chị Hương Xuân. Rồi đầm này free size, chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 429. Mã 429 free size. Có một số nó không hiện lên. Dạ chị Nguyễn Hương ơi, chị phải comment nhiều lên nó mới hiện. Còn mà chị comment một cái là nó bị ẩn á chị. Thấy em mặc. Chị mặc dài. Dạ đúng rồi chị Kim Dung ơi, em cao quá nên mặc gì nó ngắn hết á.
hiếu nào lấy mẫu này thì comment cho em mã 429 nha, free size 429 free size nha, vải cực kỳ đẹp luôn ạ. Tay và phía dưới là có phối ren nha chị yêu ơi. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 429 free size nha. Free size vải co giãn cực tốt luôn. Rồi ai lấy váy mẫu này thì comment cho em mã 429 nha, mã 429 free size. Free size chị ơi, có thể mình có thể mang pair này rất là đẹp luôn chị yêu ơi. Chị Hương lần đầu em cũng thấy ngắn Dạ đúng rồi chị Nguyễn ơi, do là em cao quá nên mặc mẫu nào nó ngắn hết. Nên nhiều người cứ bảo là sao váy ngắn vậy, váy ngắn thế. Thì em mới nói là do là em cao quá nên mặc thì nó ngắn hết. Em 1m65 lận. Body đi người đẹp. Dạ rồi em sẽ lên bốc cái nào là em like cái đó nha chị Ori Kim Kim. Rồi em lên một cái mẫu body xanh nè. Rồi, chị Ri Kim Kim ơi, đây là mẫu body đấy ạ. Dạ rồi, ok, em cảm ơn chị Kim Dung nha. Chị Kim Dung là like nào cũng có đơn của chị Kim Dung luôn ạ. Rồi, em lấy một mẫu body nè, body này 53 cân. Đổ lại mặc với em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 428. Mã 428 55 cân đổ lại mặc với em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 428 màu xanh cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây là có phối có đính đá chị yêu ơi, hai tay có đính đá. Chị yêu nào lấy mẫu này thì comment cho em mã 428. Dạ em cảm ơn chị Ori Kim Kim nha. Đã mua hàng bên em. Cái đầu phía sau là em mang với giá là 100k nha, 50 con đổ lại mặc vừa em này nha chị yêu ơi. Được cả lỗi. Cái phía sau là 50 con đổ lại mặc vừa cái này nha chị yêu ơi. Cái này em mang với giá là 100k. Rồi đầm này 52 con đổ lại mặc vừa, chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 428. Mã 428. Rồi mã 428 em cho chị La Mỹ. Chị La Mỹ ơi, chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Em mà like chỉ là bị viêm túi. Sao lại viêm túi chị Kim Dung? Hay là chị thấy đồ đẹp nhiều quá chị mua là tiền không còn ở trong túi luôn ạ? Rồi mẫu này 50 con đổ lại mặc vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em. Mã 468. Mã 468 50 con đổ lại mặc vừa em này nha. Này đẹp. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Thu Hà ơi, vải cực kỳ đẹp luôn nha, vải rất là dày luôn ạ. Chị yêu nào lấy mẫu này thì comment cho em mã 468 50 con đổ lại mặc vừa em này nha, mã 468 50 con đổ lại mặc vừa em này. Rồi chị nào lấy mẫu này thì comment cho em mã 468 50 con đổ lại mặc vừa em này nha. Bữa giờ không thấy lại. Dạ, bữa giờ phơi em nó bị hack á chị, em mới lấy lại được à. Rồi chị yêu nào lấy mẫu này thì comment cho em mã 468 nha, 50 con đổ lại mặc vừa em này.
Yến Ngọc. Chị Yến Ngọc ơi, chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha. Đầm này 55 con đủ là mặc vừa em này nha. Chị nào lấy thì comment cho em mã 431. Mã 431 55 con đủ lại mặc vừa em này. Em trước mà. Bố 68 em cho chị Yến Ngọc nha. Chị Yến Ngọc ơi, chị cho em xin số điện thoại và địa chỉ luôn nha chị Yến Ngọc. Lên. Rồi, đầm này 55 con đủ là mặc vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 431. Mã 431 55 con đủ là mặc vừa em này. Mã 431 55 con đủ là mặc vừa em này nha. Mã 431 em chốt cho chị Nguyễn Thu Hà. Đâu? Rồi 431 em chốt chị Nguyễn Dung nha. Cho là có bên chị ở trên em không thấy à. Thế chị Nguyễn Dung có đơn đúng không? Có số điện thoại và địa chỉ đúng không bé? Rồi chị Nguyễn Dung có địa chỉ và số điện thoại của chị bên em rồi nha, nên chị không cần phải inbox cho em à. Bé ơi, em dậy. Em dậy. Thế là mặt ngược rồi. Bốn ba một em cho chị Nguyễn Dung rồi nha, chị Kim Dung ơi, chị chọn cái khác giúp em hả? Rồi đây là một cái nha. Lên nè, lên phối lưới cực kỳ đẹp luôn nha. Mẫu này, cái này 55 cân đủ là mặc vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 319. Mã 319 55 cân đủ là mặc vừa em này. Mã 319. Mã 319 55 cân đủ là mặc vừa em này nha chị yêu ơi. Cực kỳ đẹp luôn, vải lên cực kỳ đẹp luôn nha chị. Chị yêu ơi. Lên chị. Dạ chị Lam Mỹ ơi, cái này lên đấy ạ. Lên phối lưới cực kỳ đẹp luôn nè. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 319. Dạ cái này 55 con đổ lại mặc vừa chị Nguyễn Hương ơi. Nếu chị lấy thì comment cho em mã 319 nha. Mã 319 55 con đổ lại mặc vừa em này nha chị yêu ơi. Dạ rồi em có địa chỉ của chị Nguyễn Dung rồi ạ. Rồi form này hơi nhỏ nha, form này 48 con đổ lại mặc vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 430. Mã 430 48 con đổ lại mặc vừa em này. 48 con đổ lại mặc vừa em này nha. Chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 430. Hai lớp cực kỳ đẹp luôn chị yêu ơi. Hai lớp nha, ở ngoài là lớp lưới cực kỳ đẹp luôn. Mã 430 48 con đổ lại mặc vừa. Mã 430 48 con đổi lại mặc với em này nha chị yêu ơi. Rồi 319 em cho chị Nguyễn Nghiêm Lan. Rồi bốn vải này 48 con đổi lại mặc với em này nha chị yêu, nào lấy thì comment cho em mã 430.
Rồi em lên một cái free size nha chị ơi. Cái này free size cực kỳ đẹp luôn hả? Cái này là mình có thể mặc áo ống nha, áo ống hoặc là áo thun tay dài đều đẹp hết chị ơi, cực kỳ đẹp luôn. Phối thêm cái chiếc belt nữa là ok luôn à. Rồi cái này free size nha, chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 299, mã 299 free size, mã 299 free size nha. Dạ đúng rồi chị Nguyễn Thu Hà ơi, váy bên em là toàn là size M không mà không có size L à. Nó form nó hơi nhỏ, form 55kg đổ lại thôi à. Rồi cái này free size này, chị yêu nào lấy thì comment cho em mã 299 nha. Mã 299 free size. Ý chị ơi. Rồi chị yêu nào lấy